Sáng 12 tháng 5, tại Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Đắk Lấp, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh tổ chức lễ phát động tháng nhân đạo tỉnh Đắk Nông năm 2023, kỷ niệm 160 năm ra đời phong trào Chữ Thập Đỏ và Trăng Lưỡi Liềm Đỏ quốc tế. Tháng nhân đạo năm 2023 gắn với phong trào người tốt, việc thiện, chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái, với chủ đề từ trái tim mỗi chúng ta, chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái. Diễn ra từ ngày 1 đến 31 tháng 5, cao điểm từ ngày 8 đến 19 tháng 5, với mục tiêu trợ giúp từ 5.000 lượt người có hoàn cảnh khó khăn trở lên. Tháng nhân đạo sẽ diễn ra nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa như tặng quà, thẻ bảo hiểm y tế, học bổng cho học sinh, người dân khó khăn, xây dựng các công trình nhân đạo, nhà ăn bán trú, sửa chữa điểm bếp sạch, cơm ngon tại trường mầm non, tiểu học có điều kiện đặc biệt khó khăn, xây dựng nhà tình thương. Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch danh dự Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những hoạt động nhân đạo từ thiện Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh đã triển khai trong thời gian qua, đặc biệt là trong tháng nhân đạo hàng năm. Tôi kêu gọi các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân tiếp tục phối hợp, hỗ trợ đồng hành cùng Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Đắk Nông trong việc trợ giúp ngày càng hiệu quả hơn cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế. Chúng ta hãy gắn kết với nhau bằng tình yêu thương, lòng nhân ái, cùng nhau xây dựng một cộng đồng đoàn kết, một xã hội tiến bộ, văn minh, trang chứa từng người. Tại lễ phát động, ban tổ chức đã trao bảng tượng trưng hỗ trợ nguồn lực thực hiện trợ giúp nhân đạo trong tháng nhân đạo cho hai cụm thi đua Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh với tổng trị giá gần 2 tỷ đồng, trao tặng 3 căn nhà chữ thập đỏ trị giá 70 triệu đồng trên căn cho 3 hộ khó khăn, hỗ trợ sửa chữa một điểm bếp sạch ngon cơm cho trường tiểu học Lê Văn Tám, xã Nghĩa Thắng, trị giá 150 triệu đồng, tặng 30 suất học bổng trị giá 1 triệu đồng trên suất cho 30 em học sinh nghèo của huyện Đắk Lấp. Ngoài ra, Hội Chữ Thập Đỏ cũng tổ chức phiên chợ không đồng, cấp phát 200 phiếu mua hàng miễn phí, mỗi phiếu trị giá 500.000 đồng cho người dân nghèo. Với hình thức cấp phiếu đổi quà, tại phiên chợ người dân thỏa sức lựa chọn những món hàng thiết yếu như gạo, dầu, bột ngọt, nước mắm, bánh kẹo cho gia đình.